Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quân Thành. Và ơi, sẽ như thế nào nếu có một tên sát nhân đến nhà em vào buổi tối? Sát nhân đến nhà em vào buổi tối thì buổi tối hôm đấy em sẽ đi chơi. Sau đấy sát nhân sẽ sang nhà em. Sang nhà em không thấy ai cả. Thế là lại đi sang nhà anh Bê Quy Thành, tiêu diệt Bê Quy Thành luôn. Ôi dồi ôi, thôi. Em đừng có mà ảo. Được rồi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác ở nhà nhưng mà sát nhân sẽ đến nhà của chúng ta. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh nhé. Và đặc biệt xem quảng cáo, còn bây giờ trải nghiệm thôi. Tựa game này có tên là Halloween bởi vì nó nói về một tên sát nhân luôn luôn đến vào ngày Halloween các bạn ạ. Tên của hắn chính là Michael Myers. Ở trong màn hình chúng ta có thấy hai nhân vật, một người mẹ và một đứa bé đang xem TV. Thì không biết chúng ta trong vai ai đây? Ta sẽ vào chơi để biết nha các bạn. Hy vọng không phải trong vai đứa bé. Sát nhân đây đang nhìn chúng ta ngoài cửa sổ rình rình nha các bạn. Đúng rồi. Ôi. Chúng ta chắc là trễ xong vai bà mẹ bởi vì cái lúc intro vào thấy bà mẹ đứng lên cái khỏi cái ghế sofa rồi đi vào trong á thì mình là cái người đó đó. Mình đang ở bên trong. Trong bếp đó các bạn. Đấy, đang khắc bí ngô trang trí Halloween ấy. Đúng rồi. Đi bảo thằng con đi ngủ cái. Giờ này còn xem tivi. Hừ đấy nhở. Đi ngủ đi con. Sao nó không phản ứng gì nhỉ? Thằng này bị làm sao ta? Nó mải chơi. Nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên của mình chính là phải trả lời cuộc điện thoại các bạn ạ. Ở nha. Mẹ cho xem tí nữa thôi nhá. Không tí mẹ tắt đấy, phải đi ngủ ấy. Nó đi nghe điện thoại cái nào. Không biết nửa đêm nửa hôm ai gọi điện thoại phiền thật đấy. Alo. Bala bolo. Có tiếng gọi đến nhưng mà chả biết nói cái gì luôn, không hiểu kiểu gì. Đó, nó nói bala bolo đó. À, con mình tên là Tommy các bạn ơi. Bảo cho Tommy đi ngủ đi. Tommy ơi, đến giờ rồi nha. Mẹ tắt tivi đấy, đi ngủ đây con. Hư quá, đi ngủ đây. May quá, tưởng là phải bế nó đúng không? Hóa ra là nó tự đứng lên nó đi ngủ được. Ôi ôi, đi từ từ thôi con, đi ngủ chứ không phải đi ăn cướp con ơi, đi từ từ thôi. Rồi, đây phòng. Đây là phòng của Tommy nha. Để xem nó kiểm tra nó ngủ chưa. Ôi dồi, nó ngủ ngay được các bạn. Nó ngủ cắm mặt xuống giường hay nó giả vờ ngủ? Đúng rồi, bọn trẻ con là hay giả vờ ngủ lắm. Đó, ngó ngó mà. Đúng không? Thôi nha, giả vờ ngủ là tí mẹ bất chợt mở cửa mà thấy con đang ngồi chơi hay đang nghịch điện thoại là chết chắc đấy nha. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là đóng cái cửa sổ còn đang mở các bạn ạ. Đóng cửa cho phòng Tommy, cho Tommy ngủ đã. Rồi, tìm một cái cửa sổ mà nó chưa được đóng á các bạn. Đây, cửa này có vẻ chưa đóng, anh thấy gió thổi và lạnh quá. Ui dồi thế cơ á, nhưng mà không phải đâu, vẫn còn cửa nữa chưa được đóng đâu. Ở dưới nhà nhiều cửa sổ mà. Ừ. Ui dồi ôi, nó chơi, nó bày đồ, nó uống cả nước ngọt ra để đây. Mình không biết là mẹ hay là Oxin nữa. Mình phải đóng nhiều cửa đấy nhở. Tất nhiên rồi, nhiều cửa mà. Đây, bên phòng này nữa này, hai cửa luôn. Rồi, đóng vào. Đêm hôm đóng vào, đi ngủ cho nó an toàn. Lúc ấy còn, lúc ấy còn biết sát nhân ngó mặt cửa sổ nữa, phải đóng kín hết các loại cửa vào. Đúng, nếu không có sát nhân thì cũng có trộm, rất đáng sợ. Rồi, cửa này đóng rồi. Chúng ta đã đóng hết các cửa rồi. Bây giờ chúng ta chắc là cũng đi ngủ thôi chứ. Cái gì đây? Không biết đâu, một cái đạn súng các bạn ạ. Nhưng mà làm gì có súng đâu. Ô, đây là gì? Đèn pin luôn này. Đèn pin à? Tự nhiên lấy đèn pin làm gì? Không hiểu luôn. Ui cái gì đấy, cánh cửa vừa đập gì đấy. Ai đấy, ai ở ngoài đây? Ê, khóa rồi. Vừa nãy cái đứa ở ngoài nó cố tình mở cửa vào nhưng nó làm gì có chìa khóa đâu. Hay là sát nhân thật đấy. Không, soi ra ngoài có vẻ không thấy ai các bạn. Chắc không có ai đâu, chắc là gió thổi đập vào cửa đấy, không có gì đâu. Mình không phải sợ. Từ từ đi kiểm tra cửa lại xem đã. Sát nhân. Rồi, hóa ra là nó đi từ đằng trước, nó cảm thấy cửa đằng trước không có mở được, nó vòng ra đằng sau, nó định đi vào đường bếp các bạn. Mất điện rồi. Hả? Hay là nó đã cắt điện của nhà mình rồi. Bây giờ mình phải xuống tầng hầm để khôi phục lại nguồn điện. Ấy, sao mà chìa khóa ở đây này? Chỉ có một cái thôi đấy rồi lắm. Ok, thôi được rồi. Chắc là cái gì đấy? Tiếng kẽo kẹt ở đâu đó quanh đây. Thôi. Bây giờ tìm cách xuống tầng hầm. Tầng hầm à? Tầng hầm. Kìa là cầu thang ấy. Đây sofa. Có cái có chìa khóa này. Mất điện cái hết rồi, tối om chát đấy, cái gì may có cái đèn pin. Thằng con mình gọi mày qua thằng con mình. Cái thằng mất dạy ngày nửa đêm nửa hôm. Rõ ràng lúc đấy đấy biết ngay nó giả vờ đi ngủ. Hết hồn con trồn. Bây giờ bảo nó về phòng của nó đi. Con ơi, có sát nhân đến nhà mình đấy con ạ. Con điên đi ngủ đi. Thằng này đầu hói à? Không hói. Thằng con mình ở đầu hói. Không hỏi. Đi ngủ đi nhanh nhanh. Muốn ăn dòi không? Thế chị định giật cá mình. Trời ơi. Lần này kiểm tra kỹ à? Vào phòng nó xem nó ngủ chưa. Ui
Ui, đỡ lâu rồi. Nó vào nó ngủ mà. Ôi giời, mày bị điên rồi. Thôi con cứ trốn ở trong này nhá, không tí sát nhân nó lên nhà mình thật đấy. Để mẹ đi xuống tầng hầm kiểm tra bật lại các công tắc điện cái. Trốn đây con. Đóng vào cho nó không là tí. Con anh bêu thành ngáo thật các bạn. Đấy bảo nó có sát nhân nó biết nghe thế mà ngáo ngáo gì. Nó biết trốn là được rồi. Không mở được. Cái chìa khóa này mở đâu ta? Ở gần hơn, đúng rồi. Mở này. Ôi, mở rồi. Phòng này phòng nào ta? Nhà anh có biết không Thành? Anh đâu có biết. Ê, gì? Ồ, có một cái chìa khóa. Ờ. Ồ, đây có vẻ là chìa khóa tầng hầm nữa. Thôi đi xuống đi. Ừ. Ôi giời ơi, biết là sát nhân ở bên ngoài rồi còn bắt đi ra ngoài. Mở đâu. Không phải chìa khóa. Ở đâu? Mở được rồi. Mở được rồi. Đây là ra ngoài rồi. Đi ra ngoài mà. Ừ. Đâu, sát nhân đâu? Có thấy không? Không. Đây này, nó vừa đứng ở cửa này đúng không? Nó vừa đứng đây nó ngó vào nhà mình đây. Ừ đúng rồi. Đây tầng. Đây hầm đây này các bạn. Không thấy nó mà. Ê sát nhân ơi. Chắc cũng đi sang nhà hàng xóm rồi. Chắc ra sang nhà hàng xóm rồi bay quá. Không sao. Nó không chọn sát nhân, nó không vào nhà mình đâu. Nó không giết mình đâu. Không lo. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ sửa cầu dao ở đây đúng không? Ừ. Ôi có điện luôn rồi. Ê có chìa khóa kìa. Ôi trời ơi. Sát nhân đang đi đến. Trốn đi. Ôi trời ơi. Cứ tưởng nó sang nhà. Tắt điện đi. Tắt điện chưa? Ôi chưa tắt điện thì là lại ông tử ở bụi này à. Tắt rồi. Hãy giữ thời thở bằng phím control. Cắn control. Control vào. Control chưa? Nín thở. À nín thở. Nó đi rồi. Nó lại đi lên các bạn ơi, nó đi lên. Thế còn thằng con mình thì sao? Mày không hớt được bao con trai. Trời ơi. Ui, hãy chờ đợi thêm một tí nữa. Can trôn. Ôi trời ơi. Tay nó cầm con dao kìa. Tại anh bật đèn flash sớm quá đấy. Lát nữa anh đừng có bật đèn flash sớm. Anh thì đi trong bóng tối thôi, hiểu chưa? Đừng bật đèn pin, rốt lắm. Nó đi hay không, nó chưa đi đâu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đi ra đi, tổ tiên bảo là đi ra được rồi đấy. Thế à? Ừ, tổ tiên bảo thì tắt đèn pin đi. Tắt đèn pin đi không nghe. Lấy cái chìa khóa rồi đi đâu? Đi vào nhà chứ còn đi đâu nữa, sợ nhân nó bắt bây giờ. Đi. Cái nhạc này thấy nghe quen, chắc nó lại ở quần quanh đây rồi. Ôi anh ơi, nhà em không có gì đâu, nhà em nghèo rất bùng tơi, có ai chơi một mình một khu đây này, anh định làm gì em? Anh đừng. Chạy đi, trốn ở đây, không trốn được à? Lại xuống hầm trốn đi. Cứu, đóng cửa vào. Trốn ở đâu bây giờ? Lên tầng, trốn vào trong tủ. Thế tưởng là khôi phục được điện rồi. Tommy ơi, cho bố trốn với. Đấy, trốn ở đây, cửa tủ mở rồi mà. Rồi, con tắt ơi. Tắt đèn. Con ơi. Một trong hai bố con mình sẽ hy sinh. Không biết. Mẹ con à? Một trong hai mẹ con mình xem nó chọn ai thôi. Nhín thở đứa con ơi, đừng có thở. Thế có ra được chưa? Đâu? Ra đi. Ra nó đâm đấy. Sao lại ra nó đâm? Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải kêu nó. Bây giờ dùng súng đi, nạp đạn vào. Nhặt được súng chưa? Ở dưới góc màn hình này có súng à? Ủa trời, nó đi rồi. Cắn trốn đi. Cắn trốn chưa? Đấy, mày không nghe lời ốc. Mình mà ra là mình còn cái gì đâu. Mất xác đây. Nhưng mà phải tìm được khẩu súng các bạn ơi. Mình chưa tìm được súng nên không. Nó đi này.
Ui con ơi đừng thở nhá, nó mà bắt được con thì con cú hẹo đấy. Anh sắp hẹo rồi Bích Thành ạ, bởi vì anh không còn được thở nhiều ở đâu. Nó đi chưa? Có vẻ là nó đi rồi. Đi chưa nhỉ? Tommy ơi con ổn chứ? Ổn à? Con vẫn ổn, đóng cửa vào cho con đi. Đừng có mở ra kiểu lại ngu cả nút bây giờ. Ôi dồi ôi. Tommy ơi. Tommy. Tắt đèn pin. Nín thở đi, can chôn. Ôi dồi ôi. Tommy. Ôi, lấy súng đi, Bê Quỳ Thành ơi, lấy súng đúng rồi. Bắn nó. Phải tìm thấy nhìn thấy nó đã. Nói kìa, nói kìa, nói kìa. Mày à. Bắn nó. Bắn đi. Nạp đạn, nạp đạn bằng nạp đạn bằng phím R. Trời ơi. Phải nạp đạn vào chứ. Rồi chúng ta có thêm cơ hội các bạn ạ. Ấy à, không ổn rồi các bạn ơi. Rồi rồi, đi lên đi, đi lên lấy chìa khóa. Bắn nó luôn ở dưới này đi. Mình có súng mà. Đâu. Mình có súng mà. Súng lâu chưa có súng. Ơ chưa có súng hả? Ờ, súng phải lấy ở trên phòng ngủ của mình. Tắt đèn pin đi. Ủa anh chết rồi. Không chết, không chết. Ây da. Nó đi lên rồi. Chờ khoảng một chút thì mình mở sẽ chút, đi ra chút, được. Một chút, ừ, một chút. Không thì nó cứ lởn vởn ở cổng hầm ấy, cái cửa. Đấy, nghe tiếng chân nó sột soạt là nó đi ra cỏ rồi các bạn. Nó đi xa xa đã. Ờ. Được rồi, được rồi, được rồi. Ok đấy. Ok, lấy cái chìa khóa, lấy cái chìa khóa. Kìa nó kìa. Nó vẫn không biết. Nó quay lại rồi. Ra 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 ra. Nó báo cảnh sát đi nha, sân nhà nha. Chạy vào nhà đi. Ôi anh ơi, tha đi em ơi. Nhà em có mỗi hai mẹ con thôi. Hai mẹ con ở nhà to thế. Nhà giàu thế, nó chả bị giết. À nhầm, bị cướp các bạn ơi, không phải là bị giết nhầm. Ôi, mắc cửa nữa. Rồi nhà đều thật đây, hôm sau phải bắt ai vào đây thay cái cửa khác thôi. Đâu, phòng nào là phòng có súng ta? Đây đây, phòng này. Súng đây, súng. Ờ đây rồi, súng đây rồi, súng đây rồi. Rồi. Tommy. Mi ơi, bố xin, à mẹ xin lỗi. Mẹ, mẹ xin lỗi gì? Mẹ mở cửa phòng con ra. Mẹ đóng cửa phòng của mẹ vào. Xem nó có bắt Tommy không nhá. Ừ. Mình là một người mẹ tồi. Thấy chưa? Tắt đèn đi anh ơi. Quên. Rồi. Khi nào nó đến gần thì phải can chôn. Can chôn. Nó ở ngay ngoài kia đấy. Nó đang quan sát kiểu tìm mình. Ồ, anh mở phòng của Tommy ra cái cửa bên kia mà nó không bắt Tommy, nó chỉ bắt mình thôi. Sở thích của nó là sát nhân những người lớn, chứ không phải là trẻ con. Ai, nó ra rồi. Đấy này, Tommy ngồi đây có sao đâu. Mình mà ngồi như Tommy là mình chết rồi đó. R là nạp đạn, nhớ chưa? Bắn rồi, hay quá. Rồi, hay quá, nạp đạn, hay quá. Ôi. Ôi, hình như mình chơi được rồi sao á? Trời ơi, sát nhân gặp súng thì sát nhân cũng chết thôi nha. Sát nhân tuổi con ngang con. Này, chết cắm đầu vào tủ luôn. Chết thật chưa? Anh ơi, ui chết thế này mà chết thật chưa? Ui giời, chết nhân răng rồi. Sát nhân gặp anh Bùi Thành tuổi gì hả ông? Tuổi con ngang con. Không biết nhưng mà nhiệm vụ vẫn còn kìa. Chết rồi mà, còn gì nữa đâu. Rồi. Trời ơi, bắn thêm phát nữa. Đạn ở đâu? Ôi dồi, nó lại hồi sinh, các bạn ạ, ảo thật đấy. Michael ơi, ôi dồi, đạn ở đâu? Đi vào bếp. Từ. Ui, bắn... Ôi, sao bắn vào đầu mà lại bị què chân? Ôi dồi ôi. Phế. Ôi, trời ơi. Cà thọt, cay chưa, cà thọt chưa? Đây, có đạn không? Không có đạn. Tủ, có đạn không? Mở mấy ngăn tủ ra biết đâu có. Ui dồi ôi. Vào bếp. À, nó đừng, nó bị què mà nó vẫn chưa sợ à?
Bếp này ngõ cụt đấy, kiểu gì cũng gặp nó. Chạy ra ngoài này. Trốn. Không tìm đạn đi, vì gì bị trốn. Đạn bên dưới tầng hầm có không? Oh my god, nó sống dài thật các bạn. Nó đâu rồi? Không. Nó đâu rồi, chắc nó không biết mình ra ngoài rồi. Nó biết nhưng mà nó đi chậm. Thôi sát nhân ơi. Hết đạn rồi. Xung quanh thì không có nhà hàng xóm nào luôn. Nó đâm cho phát rồi à. Đạn ở đâu? Mở ngăn kéo ra xem có. Không mở được à? Thế nghĩa là nó sẽ để ở ngay trên mặt hay là như nào đấy thôi. Nó lại vào. Tắt đèn. Nín thở. Nó mở cửa. Con này sống dai thật đấy. Ấy, không. Nó vẫn đứng đấy. Đấy, bây giờ nó mới đi nè. Một lần chớp đèn nữa là nó đi. Rõ ràng lúc đấy mình đã làm người mẹ tồi mở cửa để cho nó bắt Tommy đi. Nhưng mà không các bạn, nó không bắt Tommy, nó chỉ bắt mình thôi. Nó vẫn lởn vởn ở ngoài cửa đấy các bạn ạ. Tưởng nó ăn thịt một mình Tommy là đủ rồi, chứ không các bạn, nó không ăn thịt Tommy, nó chỉ thích ăn thịt mình thôi. Đi chưa? Chưa, nó đứng ngay trước cửa tủ quần áo luôn. Giết nó kiểu gì? Bắn thêm đạn đi, tìm đạn nạp vào thôi. Nó không đi à, nó cứ đứng đây hay à. Thôi anh ơi, em đi thở, em sắp chết ngạt ở trong đây rồi. Chạy nhá, ok, chạy nhá. Tối qua không thấy cái gì, nó xiên quá. Xin vĩnh biệt B Quý Thành. Thôi anh ơi, tha cho em, có mỗi mẹ con em ở nhà thôi. Chạy đi. Ok, thoát rồi. Bây giờ mình sẽ vào tìm đạn các bạn ơi. Và lấy súng ủi sợi đóng cửa. Ngáo thật thế. Hãy để ý đạn. Đạn ở đâu? Đóng cửa vào cho nó. Ở trên bàn có cái gì ạ? Không phải đạn, là cái đĩa để gạt tàn ấy, cái gì ạ? Bây giờ chúng ta phải vào phòng của mình. Lấy súng. Lấy súng đã. Rồi, súng ở trên giường các bạn ơi. Lên đây chưa? Nó chưa. Phòng Tommy có đạn không? Tommy ơi, con có dấu đạn đâu? Cho bố xin mấy viên. Ây à. Nó. Michael. Chỉ còn một viên đạn thôi, mình phải đi tìm đạn thêm các bạn ơi. Vùng dậy như một con zombie điên. Nhưng mà nó sẽ bị chậm lại một chút. Rồi xong rồi. Ở dưới sàn nhà có hay sao ạ? Michael ơi, ông què rồi mà ông vẫn còn không tha cho tôi à. Mở được không? Mở được. Không mở được. Cẩn thận nó xiên nó đến. Bà là gà tàn. Lấy được cái này ném vào đầu nó không? Sao không lấy được? Không. Phải dùng súng. Dưới chân bàn sao nhỉ? Đó. Nhìn dưới chân nào. Chơi đuổi bắt đi. Không có. Này thật đấy. Nhìn không? Thích nhìn không? Nhìn này. Ê đạn rồi. Viên đạn cuối cùng. Tìm thêm đi. Chắc là hết hẳn thì người ta sẽ cho spa cho mình thêm. À ok. Lên tầng đi. Từ, phải tìm ở đây đã. Đâu rồi? Trốn rình để đợi mình lên tầng đấy. Thông minh ấy. Lên tầng. Mình mong là hết hẳn thì người ta sẽ spawn cho mình một băng đạn. Tôi chỉ cần một băng đạn nữa thôi. Ở phòng ngủ xem. Phòng ngủ của mình ấy. Phòng đấy đâu có khóa đâu. Nó lên rồi. Trời ơi
nhìn thấy rồi. Rồi, trốn lấy ra. Súng, lấy súng. Đừng trốn. Sao phải trốn? Không kịp. Nó đến thì bắn nó thôi. Nạp đạn chắc chắn sẽ không kịp bắn một viên, nó sẽ đâm mình một cái. Ốc chả biết gì cả, phải căn được nhịp độ. Thế cầm súng đi. Ấn G để cầm súng đi. Rồi. Mẹ lao là bắn luôn đi. Từ từ. Rồi. Rồi, 5 viên nữa. Ê Michael, bắn nó. Michael, nó không biết mình ở đây. Bắn cho nó phát đi. Michael ơi. Lại đây Michael. Michael. Bắn. Yes. Sát nhân. Chắc hẳn chưa? Bắn thêm 2 phát nữa. À không, từ từ để xem nó có vùng dậy không. Nó lại vùng dậy lần nữa, chắc mình teo đời. Cảnh sát đến rồi. Ờ, xuống nhà mở cửa cho cảnh sát đi. Tommy, chạy lại con. Trời ơi, cứu được con trai rồi. Nó biến mất rồi. À, thế cảnh sát đến muộn à? Nó đã biến mất trước khi cảnh sát đến nhà mình. Tommy ơi, con ổn không? Không có, em không ổn nè. Mình không ổn nè. Tiêu diệt được sát nhân Michael. Ờ, mà đáng ra mình là con mình thì có phải là may không? Tự nhiên game này cho mình đóng vai mẹ, mình đóng vai con thì mình đứng đây nó còn chẳng bắt. Thật đấy, rõ ràng là anh mở cửa ra nó còn không thèm bắt ông ạ. Thôi, không sao, cũng đã tiêu diệt được con sát nhân Michael rồi. Hẹn sát nhân Michael vào Halloween năm sau. Ôi, Tommy ơi, mẹ xin lỗi nhá, lúc nãy mẹ mở cửa ra may là cái tên sát nhân nó không bắt con. Mẹ xin lỗi con. Thôi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay tụi mình đã trải nghiệm cảm giác có một tên sát nhân đến nhà của tụi mình và tìm cách xiên tụi mình. Cảm giác rất là đứng tim và đáng sợ các bạn ạ. Nếu mà ngoài đời thật chắc là mình ngất luôn. Đúng rồi, nếu các bạn thích video này hãy nhớ like video, đăng ký kênh giúp bọn mình và hãy xem quảng cáo nha. Bye bye. Bye bye.